kinh Anattalakkhana Sutra và kinh Samyuttagama Sutra. Đôi lời chia sẻ của dịch giả. Vô ngã là một khái niệm chủ yếu của Phật giáo và cũng là một trong những khái niệm khó nắm bắt nhất. Đức Phật không hề chủ trương và cũng không tham gia tranh biện về các vấn đề siêu hình. Thế nhưng, ngay sau bài thuyết giảng đầu tiên làm nòng cốt cho toàn bộ đạo pháp là Tứ Diệu Đế, Ngài đã không do dự chút nào khi nêu lên khái niệm về vô ngã. Thật vậy, lúc đó, ngoài năm người đệ tử đầu tiên vừa được nghe giảng về Tứ Diệu Đế, thì chưa có ai biết đến đạo pháp của Đức Phật là gì. Trong bối cảnh tín ngưỡng thời bấy giờ, hầu hết mọi người đều tin vào một thứ linh hồn trường tồn và bất biến hiện hữu bên trong mỗi cá thể, và một thứ đại linh hồn hay cái ngã tối thượng bên ngoài nhân dạng con người và thuộc một nơi nào đó trong vũ trụ. Đối với Đức Phật thì tất cả mọi hiện tượng đều không ngừng hình thành, không có một ngoại lệ nào cả. Vì thế, chúng không hàm chứa bất cứ một thực thể cố định hay bất biến nào. Đức Phật chỉ chấp nhận một cái tôi như là một ảo giác do tâm thức tạo dựng. Cái tôi đó chỉ có giá trị trên phương diện quy ước. Ngài giảng rằng, sự nắm bắt một cái tôi hay một cái ngã chỉ là cách đồng hóa những cấu hợp tạm thời tạo ra một cá thể, như là một cái tôi vững bền để bám víu vào đấy. Sự bám víu đó chính là nguyên nhân mang lại khổ đau và buộc chặt chúng ta trong cõi luân hồi. Đức Phật thuyết giảng về vô ngã trong rất nhiều bản kinh khác nhau. Thế nhưng từ trung thì có hai cách giảng chính. Cách thứ nhất là đả phá các ý nghĩ sai lầm, cho rằng cái ấy của tôi là cái ấy là cái ngã của tôi. Cách thứ hai là bác bỏ ý nghĩ cho rằng một cấu hợp hay một tổng thể gồm nhiều cấu hợp là cái ngã. Đối với cách giảng thứ nhất, Đức Phật liên kết vô ngã với khái niệm về năm thứ cấu hợp tạo ra cái thể con người, gọi là ngũ uẩn. Khi thuyết giảng theo cách thứ hai, thì Đức Phật liên kết vô ngã với khái niệm về 12 mối dây kết nối, gọi là thập nhị nhân duyên. Một cách tổng quát, khi muốn tìm hiểu một khái niệm nào đó, thì nên đặt nó vào bối cảnh toàn bộ của đạo pháp. Đây là cách giúp chúng ta nhìn thấy chính xác hơn vị trí và vai trò của khái niệm ấy liên hệ với các khái niệm khác trong giáo lý như thế nào. Hơn nữa, một tầm nhìn bao quát sẽ giúp chúng ta quán nhận được toàn bộ các khái niệm trong đạo pháp một cách mạch lạc hơn. Và khi đã quen với cách quán nhận ấy, thì sự hiểu biết cũng sẽ trở nên trực tiếp hơn, không cần mỗi lần phải nhờ đến lý luận và sự phân tích. Sau đây là hai bản kinh ngắn ghi lại những lời thuyết giảng của Đức Phật tiêu biểu cho hai cách thuyết giảng trên đây. Kinh Anattalakkhana Sutra. Bản việt dịch dưới đây dựa vào bản tiếng Pháp do Mohan Wijayaratna dịch từ tiếng Pali. Bản gốc trong Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikaya. Bản kinh này được xem là bản kinh thứ hai sau Tứ Diệu Đế, được Đức Phật thuyết giảng cho những đệ tử đầu tiên là năm anh em Kiều Trần Như. Kinh Samyuttagama Sutra, trích đoạn. Bản việt dịch dưới đây dựa vào bản tiếng Pháp do Jin Ireko dịch từ tiếng Hán. Bản kinh gốc trong Đại Tạng Kinh Nhật Bản. Buresu Ivet, 11 tháng 6, 2011, Quang Phong chuyển ngữ. Kinh Anattalakkhana Sutra. Tôi từng được nghe như thế này. Một lần Đấng Thế Tôn ngủ tại vườn Lộc Quyển trong khu rừng Tiên Quyển gần thành Ba La Nại,
Đức Thế Tôn cất lời và nói với năm vị tỳ kheo như sau: Này các tỳ kheo, hình tướng không phải là cái ngã. Nếu như hình tướng đúng thật là cái ngã, này các tỳ kheo, thì hình tướng đâu phải gánh chịu bệnh tật. Và đối với thân xác thì người ta có thể bảo rằng, đối với tôi thì thân xác của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể như thế khác được. Trong khi đó, bởi vì thân xác không phải là cái ngã, cho nên thân xác phải gánh chịu bệnh tật, và người ta sẽ không thể nào có thể bảo rằng, đối với tôi thì thân xác của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể là như thế khác được. Này các tỳ kheo, cảm giác không phải là cái ngã. Nếu như giác cảm đúng là cái ngã, này các tỳ kheo, thì giác cảm đâu có phải gánh chịu bệnh tật. Và như thế, đối với giác cảm, người ta sẽ có thể bảo rằng, đối với tôi thì giác cảm của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể như là thế khác được. Trong khi đó, bởi vì giác cảm không phải là cái ngã, cho nên giác cảm phải gánh chịu bệnh tật, và người ta sẽ không thể nào có thể bảo rằng, đối với tôi thì giác cảm của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể là như thế khác được. Này các tỳ kheo, sự nhận thức không phải là cái ngã. Nếu như sự nhận thức, này các tỳ kheo, đúng là cái ngã, thì sự nhận thức đâu có phải gánh chịu bệnh tật. Và như thế, đối với sự nhận thức, người ta sẽ có thể bảo rằng, đối với tôi thì sự nhận thức của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể như thế khác được. Trong khi đó, bởi vì sự nhận thức không phải là cái ngã, cho nên sự nhận thức phải gánh chịu bệnh tật. Và đối với sự nhận thức thì người ta sẽ không thể nào có thể bảo rằng, đối với tôi thì sự nhận thức của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể là như thế khác được. Này các tỳ kheo, thói quen thường nhật không phải là cái ngã. Nếu như thói quen thường nhật, này các tỳ kheo, đúng là cái ngã, thì thói quen thường nhật đâu phải gánh chịu mọi thứ bệnh tật. Và như thế, đối với thói quen thường nhật, người ta sẽ có thể bảo rằng, đối với tôi thì thói quen thường nhật của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể như thế khác được. Trong khi đó, bởi vì thói quen thường nhật không phải là cái ngã, cho nên thói quen thường nhật phải gánh chịu bệnh tật. Và đối với thói quen thường nhật thì người ta sẽ không thể nào có thể bảo rằng, đối với tôi thì thói quen thường nhật của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể là như thế khác được. Này các tỳ kheo, tri thức không phải là cái ngã. Nếu như tri thức đúng là cái ngã, này các tỳ kheo, thì tri thức đâu có phải gánh chịu bệnh tật. Và như thế, đối với tri thức, người ta sẽ có thể bảo rằng, đối với tôi thì tri thức của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể như thế khác được. Trong khi đó, bởi vì tri thức không phải là cái ngã, cho nên tri thức phải gánh chịu bệnh tật. Và đối với tri thức, người ta sẽ không thể nào có thể bảo rằng, đối với tôi thì tri thức của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể là như thế khác được. Này các tỳ kheo nghĩ thế nào? Hình tướng trường tồn hay vô thường? Bạch Thế Tôn, hình tướng là vô thường. Nếu một sự vật là vô thường, thì nó là những gì khổ đau hay hạnh phúc? Bạch Thế Tôn, là những gì khổ đau? Vậy thì nếu những gì vô thường là khổ đau và gánh chịu sự biến đổi, thì đối với những thứ ấy, người ta có thể bảo rằng, đấy là cái của tôi, đấy chính là tôi, đấy là cái ngã của tôi hay không? Bạch Thế Tôn, nhất định là không. Này các tỳ kheo nghĩ thế nào? Giác cảm trường tồn hay vô thường? Bạch Thế Tôn, giác cảm là vô thường. Nếu một sự vật là vô thường, thì nó là những gì khổ đau hay hạnh phúc? Bạch Thế Tôn, là những gì khổ đau? Vậy thì, nếu những gì vô thường là khổ đau, phải gánh chịu sự biến đổi, thì đối với những thứ ấy, người ta có thể bảo rằng, đấy là cái của tôi, đấy chính là tôi, đấy là cái ngã của tôi hay không? Bạch Thế Tôn, nhất định là không. Này, các tỳ kheo nghĩ thế nào? Sự nhận thức trường tồn hay vô thường? Bạch Thế Tôn, sự nhận thức là vô thường. Nếu một sự vật là vô thường, thì đấy là khổ đau hay hạnh phúc? Bạch Thế Tôn, đấy là khổ đau.
Vậy thì nếu những gì vô thường là khổ đau, phải gánh chịu sự biến đổi, thì đối với những thứ ấy, người ta có thể bảo rằng đấy là cái của tôi, đấy chính là tôi, đấy là cái ngã của tôi hay không? Bạch Thế Tôn, nhất định là không. Này các tỳ kheo, nghĩ thế nào? Thói quen thường nhật trường tồn hay vô thường? Bạch Thế Tôn, thói quen thường nhật là vô thường. Nếu một sự vật là vô thường, thì đấy là khổ đau hay hạnh phúc? Bạch Thế Tôn, đấy là khổ đau. Vậy thì, nếu những gì vô thường là khổ đau, phải gánh chịu sự biến đổi, thì đối với những thứ ấy, người ta có thể bảo rằng, đấy là cái của tôi, đấy chính là tôi, đấy là cái ngã của tôi hay không? Bạch Thế Tôn, nhất định là không. Này, các tỳ kheo nghĩ thế nào? Tri thức, trường tồn hay vô thường? Bạch Thế Tôn, tri thức là vô thường. Nếu một sự vật là vô thường, thì đấy là khổ đau hay hạnh phúc? Bạch Thế Tôn, đấy là khổ đau. Vậy thì, nếu những gì vô thường là khổ đau, phải gánh chịu sự biến đổi, thì đối với những thứ ấy, người ta có thể bảo rằng, đấy là cái của tôi, đấy chính là tôi, đấy là cái ngã của tôi hay không? Bạch Thế Tôn, nhất định là không. Tóm lại, này các tỳ kheo, đối với bất cứ những gì là thân xác, dù thuộc vào quá khứ, tương lai hay hiện tại, thuộc nội tâm hay bên ngoài, thô thiển hay tinh tế, tầm thường hay tuyệt diệu, cách xa hay bên cạnh, thì phải nhìn chúng đúng như thế bằng cái trí tuệ không sai lầm để tự nhủ rằng, đấy không phải là của tôi không phải là các thứ ấy, chúng không phải là cái ngã của tôi. Tóm lại, này các tỳ kheo, đối với bất cứ những gì là giác cảm, dù thuộc vào quá khứ, tương lai hay hiện tại, thuộc nội tâm hay ngoại cảnh, thô thiển hay tinh tế, tầm thường hay tuyệt diệu, cách xa hay bên cạnh, thì phải nhìn chúng đúng như thế bằng cái trí tuệ không sai lầm để tự nhủ rằng, đấy không phải là của tôi không phải là các thứ ấy, chúng không phải là cái ngã của tôi. Tóm lại, này các tỳ kheo, đối với bất cứ gì thuộc vào sự nhận thức, dù thuộc vào quá khứ, tương lai hay hiện tại, nội tâm hay ngoại cảnh, thô thiển hay tinh tế, tầm thường hay tuyệt diệu, cách xa hay bên cạnh, thì phải nhìn chúng đúng như thế bằng cái trí tuệ không sai lầm để tự nhủ rằng, đấy không phải là của tôi không phải là các thứ ấy, chúng không phải là cái ngã của tôi. Tóm lại, này các tỳ kheo, bất cứ những gì là thói quen thường nhật, dù thuộc vào quá khứ, tương lai hay hiện tại, nội tâm hay ngoại cảnh, thô thiển hay tinh tế, tầm thường hay tuyệt diệu, cách xa hay bên cạnh, thì phải nhìn chúng đúng như thế bằng cái trí tuệ không sai lầm để tự nhủ rằng, đấy không phải là của tôi không phải là các thứ ấy, chúng không phải là cái ngã của tôi. Tóm lại, này các tỳ kheo, bất cứ những gì là tri thức, dù thuộc vào quá khứ, tương lai hay hiện tại, nội tâm hay ngoại cảnh, thô thiển hay tinh tế, tầm thường hay tuyệt diệu, cách xa hay bên cạnh, thì phải nhìn chúng đúng như thế bằng cái trí tuệ không sai lầm để tự nhủ rằng, đấy không phải là của tôi không phải là các thứ ấy, chúng không phải là cái ngã của tôi. Này các tỳ kheo, nếu biết nhìn mọi sự vật bằng cách như thế, thì một người đệ tử hiểu biết sẽ không còn bám víu vào thân xác, không còn bám víu vào cảm giác, không còn bám víu vào sự nhận thức, không còn bám víu vào thói quen thường nhật, không còn bám víu vào tri thức. Khi loại bỏ được chúng, thì sẽ không còn thèm khát nữa. Khi nào không còn bám víu nữa, thì người đệ tử ấy cũng sẽ tự giải thoát cho mình khỏi mọi dục vọng. Khi đã tự giải thoát khỏi mọi dục vọng, thì người đệ tử ấy cũng sẽ chợt nhận ra rằng, thế ra, sự giải thoát cũng chính là như thế đấy. Và người đệ tử ấy cũng sẽ hiểu được là, tất cả mọi sự tái sinh đã bị hủy diệt, chỉ có con đường đạo hành tinh khiết là tồn tại. Những gì phải chấm dứt đã chấm dứt, không còn bất cứ gì lưu lại để chờ đợi được thực hiện, không còn lại gì nữa để mà hình thành. Đức Thế Tôn thuyết giảng như trên đây, năm vị tỳ kheo đều thỏa dạ và hân hoan đón nhận những lời giáo huấn của Ngài. Hơn thế nữa,
Ngay trong khi mà họ còn đang nghe giảng, thì mọi ô nhiễm trong tâm thức đã lần lượt được tẩy uế. Vào thời điểm ấy, hiển hiện lên trong thế gian này 6 vị A-la-hán. Kinh Samyuttagama Sutra. Tôi từng được nghe như thế này. Một lần Đức Phật ngụ tại thành Dương Xá, trên đỉnh Linh Thứ, trong khu rừng tre Kalanda. Có một người tu tập Bà La Môn tên là Bạc Sa tìm đến nơi Đức Phật đang nghỉ ngơi. Sau khi thốt lên những lời thăm hỏi Đức Phật theo nghi thức lễ phép, liền ngồi sang một bên. Anh ta cất lời hỏi Đức Phật như sau: Thưa Ngài Cô Đam, trong tất cả chúng sinh có cái ngã hay không? Đức Phật giữ yên lặng và không trả lời. Bạc Sa lại hỏi: Vậy thì không có cái ngã? Thêm một lần nữa Đức Phật không trả lời gì cả. Và rồi Bạc Sa tự nghĩ thầm như thế này: Ta đã hỏi nhà tu hành Cồ Đàm nhiều lần về chủ đề này, thế nhưng vị ấy vẫn giữ yên lặng và không biết phải trả lời thế nào. Đang lúc ấy, người hầu cận là Ananda đang bên cạnh đấng Như Lai để quạt hầu. Ananda nghe được những lời ấy, bèn nói với Đức Phật như sau: Thưa đấng Thế Tôn, vì sao đấng Thế Tôn lại không trả lời câu hỏi của Bạc Sa? Nếu Thế Tôn không trả lời, thì hắn sẽ nói rằng: Ta hỏi đấng Như Lai, thế nhưng đấng Như Lai không biết phải trả lời thế nào. Và như thế chỉ làm cho hắn vững tin hơn vào những quan điểm sai lầm của hắn mà thôi. Đức Phật nói với Ananda như thế này: Trước đây, hắn đã từng nêu lên câu hỏi như thế này: Tất cả mọi hiện tượng có cái ngã hay không? Và hỏi như thế không phải là cách làm cho hắn vững tin vào những quan điểm sai lầm của hắn hay sao? Bởi vì không có cái ngã, cho nên nếu ta trả lời câu hỏi của hắn, ta sẽ đi ngược lại với nguyên tắc của con đường. Tại sao lại như thế? Bởi vì không có cái ngã trong tất cả mọi hiện tượng. Vậy còn có cái ngã nào để mà ta có thể trả lời cho hắn? Nếu làm như thế, ta chỉ củng cố thêm sự hoang mang của hắn từ trước đến nay. Thêm một lần nữa, này Ananda, nếu ta bảo rằng có cái ngã, ta sẽ rơi vào khái niệm trường tồn. Và nếu như ta bảo rằng không có cái ngã, ta sẽ rơi vào khái niệm hư vô. Khi Như Lai thuyết giảng đạo pháp, thì Như Lai gạt bỏ cả hai thái cực ấy và giữ đúng theo con đường ở giữa. Bởi vì tất cả mọi hiện tượng đều biến mất, chúng không lâu bền, thế nhưng lại có sự tiếp nối, cho nên chúng không bị hủy diệt. Vậy thì chúng không lâu bền, thế nhưng cũng không bị hủy diệt. Chẳng qua chính là do nguyên nhân mà từ cái này có cái kia. Chính bởi vì từ cái này sinh ra mà cái kia sinh ra, và chính vì cái này không sinh ra mà cái kia cũng không sinh ra. Do đó, chính vì vô minh mà có sự tạo tác của nghiệp, vì nguyên nhân của sự tạo tác của nghiệp mà có tri thức, vì nguyên nhân tri thức nên có tổng thể thân sát tâm thần, vì nguyên nhân thân sát tâm thần mà có sáu cơ sở của sáu chức năng, vì nguyên nhân sáu cơ sở của sáu chức năng nên có sự tiếp xúc, vì nguyên nhân tiếp xúc nên có giác cảm, vì nguyên nhân giác cảm nên có sự thèm khát, vì nguyên nhân thèm khát nên có sự bám víu, vì nguyên nhân bám víu nên có sự hình thành, vì nguyên nhân hình thành nên có sự sinh, vì nguyên nhân của sự sinh nên có già nua và cái chết, và cả sự lo buồn, khổ nhọc, đớn đau, hối tiếc và cả một khối lớn khổ đau. Do đó, khi nguyên nhân chấm dứt, hậu quả chấm dứt, có nghĩa là khi vô minh chấm dứt, sự tạo tác của nghiệp chấm dứt. Khi sự tạo tác của nghiệp chấm dứt, tri thức chấm dứt. Khi tri thức chấm dứt, tổng thể thân sát tâm thần chấm dứt. Khi tổng thể thân sát tâm thần chấm dứt, sáu cơ sở của sáu chức năng chấm dứt. Khi sáu cơ sở của sáu chức năng chấm dứt, sự tiếp xúc chấm dứt.
Khi sự tiếp xúc chấm dứt, giác cảm chấm dứt. Khi giác cảm chấm dứt, sự thèm khát chấm dứt. Khi sự thèm khát chấm dứt, sự bám víu chấm dứt. Khi sự bám víu chấm dứt, sự hình thành chấm dứt. Khi sự hình thành chấm dứt, sự sinh chấm dứt. Khi sự sinh chấm dứt, già nua và cái chết chấm dứt, kể cả những lo buồn, khổ nhọc, đớn đau, hối tiếc và cả một khối lớn khổ đau. Sau khi Đức Phật thuyết giảng những điều ấy, các tỳ kheo được nghe đều tiếp nhận những lời giảng ấy với sự hân hoan và cùng nhau mang ra thực hành. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn.